Nếu bạn nào có nhu cầu mua bán Robux uy tín và giá rẻ hàng đầu Việt Nam thì hãy truy cập ngay shoproblox.vn. Ở đây có dịch vụ mua ác cộng tác viên và tất cả các trò chơi cực kỳ hấp dẫn. Anh em có thể quay ra Robux và tỷ lệ trúng thưởng cực kỳ cao. Ngoài ra anh em cũng có thể cày thuê và mua bán nick ở trong này nữa. Hãy truy cập ngay shoproblox.vn ngay nào. Ok, và chào mừng tất cả mọi người đến tiếp tục quay trở lại với channel The RPG của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với một cái thể loại game kinh dị cực kỳ hay và nổi tiếng mà mình vừa mới tìm được ở trong blog nhanh game. Một trò chơi rất là quen thuộc, nó có tên là The Mimic. Đấy, chắc hẳn anh em ở đây cũng đều chơi qua hoặc là đều nghe qua về cái con game này rồi. Nhưng mà nói thật với mọi người ấy, là mình chưa bao giờ mình chơi cái con game The Mimic này trong blog cả đâu. Bởi vì thứ nhất là mình không có thời gian này. Bởi thứ hai là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm chơi mấy cái game kinh dị như thế này. Nhưng mà thấy anh em đề cập về cái con game này nhiều quá, thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng test thử xem là nó như thế nào nha anh em. Đấy, đây là lần đầu tiên mình chơi nên có gì sai sót mọi người cũng thông cảm nha mọi người. Rồi, và nhiệm vụ đầu tiên của mình là sẽ phải chọn chipter này, theo như mình được biết từ mấy bạn ở trong team của mình. Đấy, anh em có thể thấy này, mình đã rủ nhiều mấy bạn ở trong team của mình vào đây này. Hello mọi người. Ấy giả. Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo phòng nha. Và mình cũng nghe nói là cái chipter 2 là nó hay hơn chipter 1 ấy, nên là mình sẽ thử chọn chipter 2. Đấy, chơi chipter 2 đi. Ok. Không biết chơi chipter 1 nó có hay hay không, nhưng mà nghe nói chipter 2 nó hay hơn anh em ạ. Rồi, start Betty này, tạo phòng đúng không? Ok, vào đi mọi người. Tạo phòng rồi này, let's go. 5 người trên một phòng nha mọi người. RAV Bình đã vào. Rồi, thằng kia để quả skin gì trong tấu hải này trời. Skin mì hảo hảo đâu hả trời. Rồi, vào phòng đét đi mấy thằng anh. Vào phòng đi, ok, đâu hết rồi. Rồi, đấy, nó phải như thế này chứ. Bắt đầu nào. Ok, làm tí game kinh dị anh em ạ. Không biết là chơi như thế nào, nhưng mà hy vọng nó sẽ không có mấy cái pha hù dọa nó kinh khủng lắm. Bởi vì nói thật với mọi người, mình cũng hơi yếu tim, nên là cũng không hay chơi mấy cái game kinh dị. Toàn chơi mấy cái game kiểu anime, weebu, xong rồi là cái gì nhỉ, xong mấy cái game obi. Nói chung mấy game giải trí thôi, chứ mấy cái game kiểu thoát tim kinh dị này chưa chơi bao giờ anh em ạ. Rồi, và có vẻ như mình đã được tele vào game đúng không? Cái gì đây, cảnh báo này. Cảnh báo cái gì đó anh em ạ. Và chúng ta có nút C là chúng ta bật đèn à? Nút C hay G đấy, cái này gì? Ok, chả hiểu gì, nhưng mà thôi chúng ta đi nào. Và phía dưới của mình là có một cái thanh kiểu chạy nhanh hay sao ấy anh em ạ. À, là giữ ship để chạy nhanh em ơi. Ok, lên đường mọi người. Không phải sợ. Cái gì đấy? Tự nhiên là có cái tiếng gì nhỉ? Chắc không có gì đâu anh em ơi. Rồi, nhảy vào đây. Úi dồi ôi. Sao đồ họa của Roblox bây giờ nó tân tiến vậy nhở? Mình cũng có nghe. Ủa, từ từ, con gì đi qua kìa, con gì đi qua kìa. Úi giời, phải làm gì anh em? Giờ hình như là phải chạy thoát khỏi con đấy sao ấy. Ủa, nhưng mà công nhận đồ họa của Roblox bây giờ nó kinh khủng thật anh em ạ. Ngay cái game này làm đồ họa đẹp phết này. Ui, mình cứ tưởng đồ họa của con game này bình thường, ai ngờ vào ảo phết anh em ơi. Rồi, mấy thanh niên kia đâu? Hello. Ôi trời ơi, con gì đấy? No 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 no, chạy 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 chạy. Mấy thằng kia đâu rồi? Nào, để nó đuổi đi kìa. Rồi đó rồi. Con gì đầu nó dài dài ấy anh em ạ. Và nhiệm vụ của mình là gì đây? Mấy cái thằng kia đâu kìa? Chạy ra đây xem nào. Ui, con ma kìa, con ma kìa anh em kìa. Không ổn rồi, không biết chơi cái này làm sao mà đi được đây. Ui, đường lên ở đâu? Thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Anh em ơi, chạy 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 chạy. Mấy anh bạn kia trong team đâu? Đây rồi, có thằng này trước. Cứu tao. Đây rồi, chạy ra chỗ của nó. Kìa, con ma ngay đằng sau, con ma đang ngay đằng sau mình. Ui rồi. No 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 no. Làm sao mà bắt được? Hình như đi vào đây sao ấy. Ngon ngon ngon, mày quá. Mấy thằng này biết chơi sao anh em ạ. Rồi đó rồi, vừa vào nó để mình ở ngoài như thật chứ. Cái con kia nó có vào đây được không? Giỏi vào đây. Eo, con gì đầu nó dài dài kinh khủng thật. Hình như là mấy thằng ấy vừa vào đây kiếm một cái chìa khóa gì đó nha mọi người. Mình cũng không biết chơi này, thôi chắc là mình cứ đi theo thôi anh em ạ. Rồi sao giờ làm gì? Chúng ta sẽ đi xuống đây à? Ok ok. Này cẩn thận đấy mấy anh bạn ơi, có con ma gì ở đây đấy. Rồi ơi. Kia kia, cái thằng kia bị đuổi rồi. Thằng kia bị đuổi, thằng kia bị đuổi. Làm sao? Không bắt được. Mình nghĩ là mình cứ đi theo cái thằng đội mũ này anh em này. Thằng đội mũ này có vẻ biết chơi, cái thằng đội mũ hồng hồng này. Đấy. Trông có vẻ dân chuyên vết anh em ạ. Và phòng này làm gì đây? Lấy cái gì? Như lấy cái gì ở đây anh em ạ? Ok. Ok, đợi tôi với anh bạn ơi. Ma đuổi bây giờ. Ui giời ơi. Ui anh em nhìn kìa, thằng kia nó né con ma kìa. Ủa, mình cũng phải né, mình cũng phải làm pha né mới được anh em ơi.
Ở đây rồi, cửa mở rồi, cửa mở rồi, hay lắm. Anh bạn này chơi hay đấy. Được 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 được. Vào đây mọi người, vào đây, đúng rồi. Hay lắm. Và chúng ta đã mở ra được một cái lối đi mới trong cái con game này. Ồ, và nó đã tay le mình tới một cái chỗ nào đây. Hay phết anh em ạ. Con game này nói chung đồ họa đẹp nên chơi nó rất là cuốn nha mọi người. Rồi bây giờ làm gì? Đi nào. Let's go. Đi đâu đây? Đi thẳng đúng không? Nào thằng nào biết chơi đi trước đi kìa. Lại còn có thằng kia đứng yên làm gì kìa. Đi đi. Rồi đấy rồi, cho người mới chơi đi đầu tiên anh em ạ, khổ sở thật. Rồi. Úi giời ơi. Hình như có cái gì ở đằng trước ấy anh em ơi. Nào thằng này đi trước đi, trời ơi. Cái gì nhỉ? Hình như cái con vừa nãy, nhưng mà sao nó ở trong này? Thế nha, game này bị đuổi không biết là chết có hồi sinh lại được không đây. Ui, đồ họa đẹp thật anh em ạ. Chỗ này giống như là kiểu một cái hòn đảo bay ấy nhỉ. Đẹp phết. Ủa game kinh dị bây giờ trong đồ đó mà đẹp như thế này á. Ngày xưa mình nhớ mình chơi cái game. Cái gì vậy trời? Thôi thôi kệ đi, chắc là dọa ma thôi, chắc mơ ngủ mà, ảo ảnh thôi, không có gì đâu. Đấy, ngày xưa mình nhớ mình chơi game kinh dị ở trong đô đốc ấy là đồ họa nó cũng không được đẹp như thế này đâu. Mình nhớ là mình ngày xưa mình chơi cái game gì ấy anh em ạ. Đồ họa nó rất là xấu, nhưng mà cho tới khi bây giờ mình chơi The Mimic này. Anh em nhìn quả đồ họa này khỏi phải chê vào đâu rồi. Nào đi đâu đây? Đi đâu đây? Tự nhiên nhạc nổi lên anh em ơi. Ôi! Ê, 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 anh bạn! Anh bạn nào đằng trước kia? No, no, no. Ủa con gì đấy? Ui samurai à? Ở kìa sao nó đuổi mình? Chạy 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 chạy. Đợi 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 đợi. Đợi 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 với ta kia. Nào. Ừ, thoát rồi thoát rồi. Mấy thằng này cứ chơi bỏ mình em ơi. Nó biết người mới chơi mà nó cứ bỏ đằng sau là sao ta? Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại, đóng cửa. Giữ e, giữ e. Ừ. Hay quá. Mà con đấy to to như thế làm sao đi xuyên được ta? Ờ đúng rồi. Làm sao đi xuyên được ta? Ủa cái game này có nhiều con ma nó kinh khủng vậy nhỉ? Nhưng mà chưa chơi Cheater 1, thực sự mình cũng không hiểu Cheater 1 nó cốt truyện như nào đấy anh em ạ. Con game này có cốt truyện hoàn chỉnh không ta? Cái gì đây? Nó thiếu một cái đồ gì đó đúng không? Hình như là nó phải có một cái cốt truyện hoàn chỉnh đó chứ. Rồi, có một cánh cửa trước mặt chúng ta. Hình như là đi kiếm đồ để mở cái cánh cửa ở giữa hay sao ấy. Wow. Căn phòng màu hồng. Đẹp đấy. Wow. Cây màu hồng. Ui, ui, ui. Cái tiếng gì nhỉ? Thôi, thôi thôi thôi, game này chơi dễ dần mình quá anh em ơi. Thôi 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 thôi, thôi. Té đi té đi té đi. Chả hiểu tiếng gì anh em ạ. Đã ít chơi game kinh dị đã dễ giật mình đi chớ. Rồi vào đây có cái gì không? Hello. Rồi đi ở đây, đi ở đây. Ờ. Không sao, không sao. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát anh em biết không? Vẫn đang trong tầm kiểm soát, không sao hết. Rồi. Rồi đi đâu, giờ đi đâu anh bạn Mũ Hồng ơi? Anh bạn trưởng đoàn ơi. Anh em nhìn thằng kia còn cầm cái giấy gì trên tay kìa. Thằng kia cầm cái giấy gì trên tay đấy. Nào nào, đừng vào đấy, có cái gì ở trong ấy? Có cái tiếng gì ở trong ấy? Đừng vào đây. Vào đây. Rồi mấy thằng ấy vào hình như là mình. Ủa? Chỗ này đấy cây hồng mà sao lại biến thành đống xích thế này? Ảo vậy? Nói chung game hơi ảo anh em ạ. Rồi đấy rồi, chơi tí chắc giật mình đêm mất ngủ mất thôi. Nói chung mình ít chơi game kinh dị cũng có lý do của nó anh em ạ. Chơi game mà chúng ta phải thư giãn, chúng ta thoải mái đúng không? Chơi game mà cứ sợ sợ diệt đuổi nó chơi làm gì? Mà thỉnh thoảng chơi làm tí như thế này chơi vui vui thôi. Ê, có cái con bướm gì màu xanh này. Ồ, oh, đi bắt bướm à? Ok. Mà từ từ hình như trong này có tiếng gì đấy mọi người. Té 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 té. Không biết mình có đi nhầm đường không nhỉ? Như đang nhầm đường hay sao ấy nhỉ? Đi đâu rồi? Ở kìa. Ở qua màn luôn à? Không hiểu chuyện gì xảy ra qua màn luôn anh em ạ. Win luôn à? Ồ chưa win, chưa win, chưa win. Vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục. Rồi và chúng ta đã tới với một cái khu rừng. Một cái chỗ mà trông có vẻ khá là hoang vu. Hoang vắng. Rồi. Xung quanh có cái gì không? Hello.
Xung quanh đây có gì không? Đi thẳng đi. Rồi, vẫn chưa hiểu có chuyện kiểu gì anh em ạ. Chắc là mình kiểu bị lạc vào một cái khu rừng ma ám hay là lạc vào một cái thành phố ma ám nhỉ? Không rõ nữa anh em ơi. Thôi chúng ta cứ đi vậy. Có một cái cây màu hồng ở trước mặt. Wow, một cái cây rất là đẹp và trông có vẻ khá là chill. Ok. Gì đây? Một cái dòng chữ Nhật Bản gì đó anh em ạ. Ui, con gì khổng lồ kia? What the hell? Lại cái thằng samurai vừa nãy sao anh đúng không? Ma khổng lồ á. Game thật sự là đúng là ảo thật. Nhưng không biết có chiến đấu với ma quỷ không nhỉ? Chắc nó phải có chiến đấu với ma quỷ chứ ta. Ở đây nhặt con này đúng không? Ok. Con này có để có thể soi đèn cho mình hay sao ấy. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bên này. Không biết là chơi bao lâu mới hết cái chapter 2 này đây, video hơi dài rồi anh em ơi. Rồi, có lẽ là nếu anh em nào thích thì tập sau mình sẽ chơi tiếp cái con game The Mimic này nếu anh em thích nha. Còn giờ thì thực sự từ nãy giờ chơi chả hiểu gì cả. Đấy. Nói chung mình cũng không muốn tìm hiểu game trước khi chơi. Thường thường là mình vào game cái là mình quay luôn. Bởi vì nếu mà tìm hiểu game trước khi chơi thì nó sẽ không hay cho lắm anh em ạ. Nó sẽ không bộc lộ được cái cảm xúc của chúng ta lúc quay ấy. Nhiều nói chung nhiều YouTuber thường quay là tìm hiểu game trước này nọ, xem game có hay không này nọ, nhưng mình thì không làm thế. Vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình chơi game nó không được vui. Anh hiểu không? Đấy nè, nhiều lúc nhưng mà chơi nó cũng sẽ có nhiều sai sót nên có gì anh em thông cảm. Thực sự chơi chả hiểu gì thật. Lần đầu chơi nó chỉ thế thôi. Ủa mà từ từ đi đốt chỗ này xem là có cái gì mà. Ồ, quên luôn à. Đi nó chỗ này xem có cái gì. Uầy. Từ từ nha, đang định end video vào đây có vẻ khá là cuốn anh em ạ. Ê, có con gì trước mặt hay sao ấy nhỉ? Này này, hello. Con gì đấy? Chạy ra xem nào. Ôi giời. Giới đất. Rồi con này không không thành vấn đề. Ok, có lẽ video ngày hôm nay chúng ta đây thôi. Và nếu anh em thích đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video lần sau. Úi giời ơi. Trông này. Úi giời ơi.